Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giá để máy tính bảng. Cái này mình mua ở cửa hàng IKEA, làm bằng nhựa, có hai góc độ. Mình có thể để ở góc độ bên này với góc độ nghiêng, hoặc là góc độ hơi đứng một chút xíu góc độ bên này chẳng hạn. Khi mà mình để cái tablet vô, nó sẽ nằm ở góc độ này. Nếu mà mình ngồi trên ghế, trên bàn thì góc độ nhìn nó rất là thoải mái. Còn nếu mà góc độ này nó nghiêng quá, nó thấp quá thì mình có thể để góc độ phía bên này chẳng hạn. Rất là đẹp. Cái này ngoài mình để tablet ra, mình có thể để được, mình có thể đọc sách. Ví dụ như vậy chẳng hạn, khi mà mình ngồi trên bàn đọc sách, mình hay mở sách ra như vậy và mình đọc. Rất đẹp đúng không các bạn? Làm bằng vật liệu nhựa cũng khá là chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.